Mình chào các bác cô chú anh chị. Đêm hôm gió mát lên mái làm cây. Ban ngày thì ngồi trên này chắc không chịu được các bác, chỉ có cây nó chịu chứ mình thì không chịu được. Đấy, thì hôm nay tự thông báo các bác là cái cây mà tôi nhờ mấy anh em cùng cơ quan ấy lấy hộ ở trên cái bờ tường ở trên cơ quan ấy, các bác, thì cây này thì nó sát ngay cái chỗ mà tôi làm việc ấy. Ngày nào cũng nhìn thấy thôi, nhưng mà cái chuyện lấy nó là một cái chuyện không màng dễ hay khó, nhưng mà lấy nó cũng là một vấn đề, nó có nhiều vấn đề. Thứ nhất là mình đi làm, mình trang phục nọ kia, mình leo trèo lên mình lấy thì nó rất buồn cười mà cũng không có đồ. Cái thứ hai thì một mình lọ mọ, nhiều khi người ta cứ nhìn mình như một cái người sinh vật lạ ở đâu đến thì nó nhiều khi nó ngại quá. Thì hôm nay thì tiện cái việc mấy anh em tào lao với nhau ở dưới thì nhờ các anh lấy luôn thì lại nó lại thành chuyện vui. Quay trở lại các bác, cái cây này thì cây si, hình như nó là si trắng các bác, rất nhiều quả và nó mọc lên bờ tường nó như này. Đây, nó bám lên cái bờ tường như này, nguyên cái bờ tường có cả cái ống nước vẫn còn này, ống nước vẫn còn này. Đấy, bờ tường bám như này và nó đổ như này, nó đổ như này, rễ nó buông xuống rất nhiều mét ở tận xuống từng dưới đất, bờ tường rất cao không nhỉ. Đấy, nó như này, nó như này. Đấy, nó đổ và khi mà nó đổ xuống thì những cái này nó ngóc lên, nó có những cái tay nó ngóc lên. Đây cũng vậy nhưng mà cắt đi hết rồi. Thì bây giờ khung nó như này, các bác nhìn, đấy, cái vệt tường này có mỗi cái rễ này bám vào cái lỗ ở tường, còn đâu là men theo mép tường xuống hết. Đấy, bây giờ thì một số anh em toàn là mô phỏng theo kiểu tự nhiên thế thì hay lấy những cái phôi xi xanh về đắp vào cái xây lên cái tường này các bác, thì nhìn nó cũng hay. Nhưng mà tôi thì tôi chơi trên mái với nhà nó chật, không gian nó không cho phép, mà khi một mình thì không làm thế được, cồng kềnh lắm các bác. Ôi, nó lích kích, nó không khó nhưng mà rất là lích kích. Thì tôi có thể là sẽ đang suy nghĩ là làm cây này là thành dáng đổ, xem các bác nhìn thấy nào. Dáng đổ thì nó có một cái lợi thế là cái cây nó đang đổ sẵn, nó đang dáng gốc của nó như vậy. Thì cái đoạn này rất là hay rồi, nhuyễn này, nhuyễn này, rất nhuyễn này. Đấy, bao nhiêu năm tháng, cây này rất lâu năm rồi. Nó nhiều quả là lâu năm rồi. Thế còn nhưng mà nó lại có cái khuyết điểm là cái đoạn này, từ xưa giờ nó đơ và nó gập, nó như cái móc, nó như cái móc ngoặc ấy. Thì nhìn nhiều khi nó không được nghệ thuật cho lắm. Mặt này thì nhìn thì đỡ hơn. Đây, cái đoạn này rất là mịn sạch này, rất hay. Đấy. Đấy. Thế thì phương án thứ hai ấy là theo tôi nên làm, tôi đang định làm như vậy là dựng này, là một cây hai thân dáng siêu, hai thân dáng siêu như này, hai thân dáng siêu. Cây này làm dáng trực thì hỏng mất phí, thì bộ bệ của nó đang không cho phép. Hai thân dáng siêu như này, coi như là mặt tường nó đang ở như này, mặt của cái tường cũ nó đang như này. Đấy, thì tôi sẽ trồng như này và cắt tỉa bớt đi, có thể là cắt tỉa đến đây. Cái này nuôi cắt đến đây, nuôi dài sau thì còn tính tiếp, chán nó ra tay cút sau mình lấy lại còn tính tiếp nữa. Nhưng sơ bộ định hình nó là như này và làm cây hai thân sông siêu các bạn nhé. Đấy, cái đoạn này nhìn rất là nhuyễn, bị bao nhiêu năm tháng này, tự nhiên gió giếc rồi nó mọc, nó nặng, nó chịu xuống mà nó cứ kéo theo. Chỗ này cái rễ nó rất là nhuyễn. Ok các bác, dựng để làm các bác nhá. Cây này khá mất thời gian này. Hôm nay tôi chỉ xin phép tôi cắt tỉa này, mai thì mới trồng. Sáng mai có việc phải dậy sớm đi sớm, nên là hôm nay chỉ cắt tỉa thôi cho nó máu. Đấy, thông báo báo cáo các bác là lâu lắm mới vào một cái cây, không phải vào mà là mới nhận được một cây làm lại một cái niềm vui rất là hay. Đấy, đợt này nó hơi bế tắc, công việc nó khá là nhiều mà cây cối mình không, nó nắng nóng quá mà mình không vào được nhiều cây các bác, thì nó nhiều cái nó cũng bí bách. Thì hôm nay có cây này coi như giải tỏa tâm lý. Bây giờ sẽ cắt gọn nó một chút xong rồi các bác xem dần nhé.
Thank you.
Sao? Sao ông ở dưới mà lên đây làm gì? Hả? Lên đây chết nóng ra hả? Đứng yên ở dưới, xuống với mẹ đi, xong tí bố xuống. Hả? Ở dưới. Đây ngã đấy. Không lên được đây á? Không được tự ý lên đây nhá. Con lớn con tự đi rồi. Nhưng mà phải có người lớn ở đây nhá. Đứa nào khóc, đứng động đấy bố. Bố đang ướt hết mồ hôi này. Vì bố làm nhiều. Thế, con cũng muốn chứ. Bố hơn một cái nữa. Không về. Sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Thôi con lấy ghế ngồi im một chỗ đi, cho mát. Ôi không tưới nữa. Chiều thì chả tưới cho bố. Em khóc à? Thôi, nhìn kia là nhìn nhựa bẩn. Đi đây, đi ra kia. Đi ra kia, ngồi. Không ấy vào đây, ướt cổ. Anh cho nó ra hoa mà. Đừng đá vào cái máy của nó. Lấy nước ở đâu em? Hết nước rồi. Muốn lấy nước ở đâu mà nhiều em? Tận dưới kìa. Tận dưới kìa. Hay ướt hết con. Không lấy nước. Bố tưới rồi. Đấy, bố xong rồi. Bố xong rồi bố đi xuống, mai bố làm tiếp. Mệt rồi, khuya rồi. Đấy, ve nó kêu. Bố phải cùng con. Sau khi nó hát mất rồi bố. Vâng. Luôn vào ngay. Luôn này. Luôn vào ngay đây. Rất cả người này. Mai thì dọn. Nhưng động có nó lắc lư đúng không? Rồi này bẩn không ạ? Quá rồi. Sao nó lại có những cái khác khác? Nhìn nó bẩn quá. Mai nữa sẽ làm sạch nó sau. Nay muộn đi ngủ. Con ở dưới điều hòa trong mát lên đây làm gì? Nghiên cứu xem.
Đấy, sạch sẽ nhìn nó khác hẳn. Sạch sẽ nhìn nó khác hẳn. Đấy, không nhìn thấy gì luôn. Nhìn như con quái vật chứ. Đấy, nhìn cây này giống con quái vật chứ. Cây giống như hai chữ giống con quái vật. Đúng là khủng long. Nhưng mà khủng long phải có hàm răng cơ mà. Đấy, hàm răng này. Cái mồm. Mà cái mắt nó đâu? Bố đang chuẩn bị làm ra cái mắt của nó. Thì con lên đây là bố không làm được nữa. Bố đi xuống. Khuya rồi, đi. Mai vẫn làm tiếp phục vụ các bác. Từ từ đừng có đứng lên đấy, tí bố cho xuống. Để nhấc xuống. Nắm cây mà. Cây rồi. Đấy các bác ạ. Thôi thì con gái gọi lên ngủ thì phải xuống đi ngủ thôi. Muộn rồi, về cũng ướt hết đầm đìa người, phải tắm lại xong mới ngủ được. Đấy các bác nhìn, vẫn còn nguyên cái vệt cái ống nước này, ống nước của tường này. Đấy các bạn, lúc nãy nó còn bẩn bẩn này một đống này, vừa có nhặt sạch như này rồi. Giờ cho các bác nhìn thấy, các bác nhìn rõ rồi. Bệ bãi đây, ngày trước dựng trên tường như này đây. Đấy, nặng quá không nhấc được. Thì bây giờ vật như này coi như mặt tường ở đây. Cắt sơ bộ như này sau nuôi tiếp rồi. Ra tay cành triển khai tính tiếp sơ bộ thì làm cái song siêu này. Đấy, đi hai con cọc cưỡi nhau này. Cái này phải làm thấp lùi đi nữa, vì cái này nguyên tắc là cái thân trên nó phải không bị che cái thân dưới, hoặc là thân dưới nó phải nuôi dài ra. Đấy. Thì cơ bản nó như vậy. Chỉnh sửa sau chân bệ như này rồi là ổn rồi này. Nhặt sạch hết rồi, sau nó phun ra khủng khiếp, nhiều rễ vô cùng. Đấy, quan trọng là được cái đoạn này sạch. Đấy, nhìn nó vắt. Nó dính bệnh này. Đấy. Nhựa lắm các bạn. Cầm tay vào là không rửa được đâu. Đấy, bóc ra đây. Bóc ra. Chỗ màu. Bóc ra đây. Thì mai ban ngày bố sẽ trồng để cho các bác xem. Mà sao bố đụng vào? Bố vì vừa tay bố bẩn rồi. Đấy, các bác nhá, thôi. Đi ngủ thôi các bác. Hẹn các bác ở video sau về cây này nhá. Các bác nhá. Video sau thì chỉnh sửa thêm một chút nữa và trồng các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Rồi, chờ bố một xíu.